Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mưa dông đang xuất hiện trên nhiều vùng biển. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh này, quý vị có thể thấy những nơi mà có mây đối lưu màu cam đỏ như thế này, tức là nơi mà mưa đang trút xuống. Dự báo hôm nay vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ra đến ngoài khơi khu vực huyện đảo Trường Sa sẽ tiếp tục cảnh báo mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Từ chiều tối và đêm nay, gió ở vùng biển Bình Định đến Cà Mau sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Làm việc trên tàu cá trong điều kiện mưa dông và gió giật thì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là rất dễ bị trượt ngã. Bà con lưu ý khi làm việc ngoài mạn tàu hoặc trên cao, luôn phải mang dây an toàn và mặc đầy đủ áo phao. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì trời ít mưa, tầm nhìn xa sẽ trên 10 km, tuy nhiên gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét và biển động mạnh. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi là nơi mà có thời tiết ổn định nhất, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Dự báo hôm nay trời nắng, mưa rào chỉ xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa sẽ trên 10 km, gió ổn định khoảng cấp 4 đến cấp 5. Chuyển sang thông tin thời tiết trên đất liền, dự báo chiều nay thì hầu khắp Trung Bộ sẽ có mưa rào. Nhiệt độ các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế trong khoảng 28 đến 29 độ, còn Đà Nẵng trở vào Phan Thiết, mức nhiệt khoảng 27 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo.